Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ben Mercedes. Em là Ben, hiện tại đang là chuyên viên bán hàng tại Mercedes-Benz Haseco Cần Thơ. Thì những ngày vừa qua, anh chị đã nghe rất là nhiều về cụm từ GLC All New. Thì hôm nay em sẽ không nhắc đến GLC All New nữa, nhưng mà bây giờ em sẽ nhắc đến GLC phiên bản cũ, GLC 200 Formatic. Cạnh bên em là chiếc GLC 200 Formatic phát lên mình màu ngoại thất là màu đen, và màu nội thất bên trong rất là đẹp, rất là sang, rất là màu kem. Hiện tại giá niêm yết của em xe này đang là 2 tỷ 189 triệu, chưa bao gồm chương trình khuyến mãi cũng như là chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Đối với riêng tháng này ha, quý anh chị nào mà mình muốn nhận xe ngay cũng như là nhận xe trong tháng, hoặc là nhận thậm chí là nhận trong ngày lên luôn, thì chương trình khuyến mãi của em này đang là gần 250 triệu, một con số rất là có thể nói là rất là lớn từ trước đến nay dành cho dòng xe Mercedes-Benz. Bởi vì quý anh chị sẽ trông chờ rất là nhiều vào GLC All New, nhưng mà chúng ta đã bỏ qua một cái tên GLC 200 Formatic. Đây là một phiên bản có thể nói là bán chạy từ trước tới nay, đi chung song song với đó là GLC 300. Vì dường như trên xe này được trang bị đầy đủ tất cả các option và tất cả các trang bị mà liên quan tới tiện nghi, tiện ích thì nó đã có đầy đủ rồi, nên thành ra về cái giá bán và cũng như là thời gian có xe thì xe này đang cực kỳ linh động. Thì bây giờ em sẽ đi sơ qua một vòng để cho quý anh chị và quý bạn mình cùng tham khảo sơ qua về em xe này nha. Với mặt thiết kế ga lăng phía trước, là về tổng thể bên ngoài đi, mang giá bắp cho mình một chiếc SUV cầm cao ha, mặt ga lăng trong nam tính thể thao hơn rất là nhiều, hai nan chạy ngang và một cái logo to bản như thế này giúp chúng ta có một cái cánh nhìn mạnh mẽ hơn, nam tính hơn. Và phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera 360, camera phía trước ha, tích hợp camera 360 cho xe. Và ở phía dưới tí thì chúng ta sẽ có một cái cản clip cản trước. Clip cản trước này thì chúng ta sẽ thấy những cái ô như thế này rất là bự, và nó sẽ mạ chrome, và mạ chrome của chúng ta là mạ chrome bản lớn nên cho chúng ta cảm giác chiếc xe rất là to và rất là hầm hố. Và trên cái phần cản này chúng ta sẽ tích hợp luôn là cái cảm biến phía trước, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau nha mọi người. Vâng, và lịch qua đây xíu thì xe chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ đèn, thì xe sẽ được trang bị bộ đèn LED High Performance cho cường độ ánh sáng là ánh sáng trắng khoảng 5500 kelvin, gần như là ánh sáng của ban ngày, để giúp chúng ta đi vào những cái đường thiếu sáng hoặc thậm chí là những cái cung đường xấu thì chúng ta vẫn di chuyển rất là thoải mái. Dưới nắp capo này, dưới nắp trái tim của động cơ này chính là cái động cơ i4 ha, cái động cơ i4 cho ra công suất đâu đó khoảng 197 mã, đi kèm theo đó là hộp số 9 Unisonic chứa dàn của mẹt, và dẫn động của chúng ta là dẫn động hai cầu toàn thời gian nên chúng ta sẽ không ngại đường xá về vấn đề về địa hình. Thì lệch qua đây một tí thì chúng ta sẽ thấy được xe sẽ được trang bị cho chúng ta một bộ mâm đa chấu thời gian hai màu rất là đẹp, là màu, một là màu ánh bạc, hai là màu đen ha, song song đen xen cho chúng ta một cái bộ mâm, cái những cái thanh này rất là lớn, chúng ta đi rất là chắc xe và rất là đầm. Rồi ở bên trong thì chúng ta vẫn trang bị đĩa phanh, cụm phanh thì nói chung là nó sẽ tích hợp đầy đủ tất cả tính năng an toàn ABS, chống dung trượt, rất là nhiều tính năng thông minh ở trong này ha. Rồi ở phía trên này một tí thì chúng ta sẽ có một cái tay gương, thì vẫn như những cái xe khác thôi của mẹ thôi, vẫn tích hợp xi nhan trên gương. Xe này đã có camera thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera nằm như thế này, thay vì dòng All New thì nó nằm ngay vị trí này thì của chúng ta sẽ nằm ngay vị trí này ha, vẫn nằm trên cái trụ A. Và một cái điểm nó chưa được nâng cấp, và thậm chí em nghĩ sẽ nâng cấp sau này và phiên bản mới, đó chính là cái cảm biến điểm mù xe này cũng chưa trang bị nha. Rồi thì GLC sẽ trang bị chúng ta chìa khóa keyless go nha mọi người, đóng mở một chạm rất là dễ đóng và rất là dễ mở. Đó. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái bể bước chân rất là to. Đó. Thì còn ở phía sau này thì đối với GLC thì nó sẽ trang bị chúng ta một cái hệ thống treo thích ứng early control, thì nó sẽ giúp chúng ta chạy nó trong đô thị nó sẽ mềm mại êm ái hơn, và khi chúng ta ra đường trường hoặc là thậm chí chúng ta đi cao tốc, đi những cái cung đường mà xấu thì cái hệ thống treo này nó sẽ săn cứng hơn và đi đầm hơn rất là nhiều. Đó. Còn ở phía sau đuôi thì với cái đèn hậu này em vẫn thích hơn rất là nhiều. Vì sao? Vì cái đèn hậu này nó có những cái góc bo tròn như thế này, và nó sẽ chia ra từng cụm như thế này, nhìn rất là bắt mắt. Đó. Vẫn không có cho chúng ta một cái cảm giác lỗi thời, thậm chí là nó vẫn có cái hơi hướng là đi trước so với thời đại ha. Rồi đối với xe GLC 200 Formatic, chúng ta đã có cái chìa khóa keyless go nên chúng ta sẽ có tính năng là đá cốp đó. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái bộ cản
to chi mã Chrome bảng rất là dày ha. Chúng ta mạnh mẽ thể thao và cá tính hơn rất là nhiều, và cái khoảng sáng này nè nên nó cao nè, nên thành ra chúng ta đi địa hình xấu hoặc là chúng ta đi cầu đường phà chúng ta sẽ không có ngại về vấn đề là sẽ cả đích ha. Và cảm biến ở phía sau vẫn đặt trên cái phần cản cản sau luôn đó. Rồi đi vào cái phần cốp cốp sau xe này một tí. Với chiều dài thì tổng thể của xe này đâu đó khoảng 4,6 hơn, thì cho chúng ta một cái khoang hành lý ở phía sau cũng tương đối là rộng rãi và thực sự là đủ dùng, chứ không phải nói là dư dụng luôn. Vẫn có những cái tấm che nắng ở cho hành lý ở phía sau ha. Chúng ta vẫn có thể gập hàng ghế thông qua những cái nút bấm như thế này, rất là đơn giản và chúng ta sẽ gập phẳng được luôn. Và khi mà quý khách hàng chúng ta mua xe Mercedes-Benz thì chúng ta sẽ được tặng một bộ thẩm sàn như vậy ha, tại của Mercedes-Benz luôn, đó chính hiệu ha. Vâng, và bây giờ mình cùng đi dịch qua đây một tí. Thì đối với xe mẹ thì một số khách hàng người ta sẽ thắc mắc về cái độ tiêu hao nhiên liệu của xe nó sẽ như thế nào, nó có sẽ có hao hay không. Thì hao hay không hao sẽ tùy thuộc vào cái cách chạy, nhưng mà khi chúng ta đã đi tới dòng xe thương hiệu của Mercedes-Benz rồi thì chúng ta sẽ nên bỏ qua phần cái tiêu hao nhiên liệu một xíu, tại vì đối với một xe đi an toàn, bạn an toàn đầy đủ tiện nghi và đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu của mình thì cái việc mà tiêu hao nhiên liệu xe nó tiêu hao một tí thì cũng em nghĩ là chắc có thể là không thành vấn đề ha. Dạ, bây giờ mình cùng đi vào bên trong khoang nội thất nha. Đây là khoang nội thất bên trong của chiếc GLC 200 Phomatic. Bên trong là màu kem, một màu có thể nói ra rất là sáng ha, và rất là dễ dùng. Nó sẽ không có bị dạng như là cho chúng ta làm cho chúng ta sang hơn rất là nhiều á. Rồi bên đây thì bên phần tắp bi cửa thì xe vẫn được trang bị cho chúng ta, đây là ốp gỗ nha mọi người. Ốp gỗ này là nó sẽ là hơi hơi nhám tí đó. Bên này chúng ta vẫn có là chỉnh ghế và nhớ ghế 3 vị trí, và xe vẫn trang bị cho chúng ta một cái hệ thống giải trí loa bô meter 13 loa, công suất đâu đó khoảng 590W. Thực sự là một cái hệ thống loa này nó giúp cho chúng ta trải nghiệm được rất rất là nhiều được cái âm thanh, và giúp chúng ta trải nghiệm được cái âm thanh khi mà chúng ta di chuyển trên những cái cung đường dài. Bây giờ chúng ta cùng focus vào trong nha. Khi mà ngồi vào rồi chúng ta sẽ có một cái cảm giác ngồi cũng tương đối là rộng rãi và thoải mái. Em thì chiều dài chiều cao thì cũng hơi khiêm tốn khoảng 1m6 mấy thôi, nhưng mà ngồi thoải mái, trần vẫn ok, tầm quan sát vẫn là thoáng và phóng xa ra tầm mắt ha. Vô lăng thì chúng ta sẽ có một cái vô lăng được bọc da cầm rất là chắc tay ba chấu, và trên vô lăng thì chúng ta sẽ tích hợp những cái phím bấm như thế này ha. Điều khiển được cái màn hình hiển thị thông tin đa chức năng ở phía sau vô lăng lái, và chúng ta vẫn điều khiển được cái màn hình giải trí bên này đó. Và cái màn hình giải trí này thì chúng ta vẫn kết nối Apple CarPlay và Android Auto có dây nha mọi người. Nó sẽ chạy hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất mà tiếng Việt mà có dây. Đó, đó là một cái điểm hay của GLC. Rồi trên này chúng ta sẽ được ốp gỗ luôn nha mọi người. Ốp gỗ rất là đẹp. Và hệ thống điều hòa của chúng ta là hệ thống tự động điều hòa hai vùng độc lập, tức là hệ thống bên hành khách và một cái là bên một người là bên ghế lái và một người là bên ngồi bên ghế phụ. Ở đây thì chúng ta vẫn có một con chuột như thế này. Đó, vẫn có một con chuột. Và bên này thì chúng ta vẫn chỉnh được chế độ lái, thì xe này nó vẫn đầy đủ tất cả là bốn hay bốn chế độ lái đó. Đây chúng ta sẽ tắt cảm biến và chúng ta đi siêu tay ha. Này chỉnh volume và có hỗ trợ ghép ha, ghép xe vào bãi đổ. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái là sạc không dây nha mọi người, sạc không dây, cái hộp này là sạc không dây và hai chỗ để cốc và một cái cổng tai si như thế này để chúng ta kết nối Android Auto và Apple CarPlay cho cái màn hình này đó. Rồi ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái bệ thì tay, và cái bệ thì tay này chúng ta vẫn có trang bị hai cổng tai si trong này và một cái hộc để đồ cũng rất là sâu, chúng ta thừa sức để những cái vật dụng cụ trong này ha. Rồi đối với GLC 200 Phomatic á thì dường như xe được trang bị chúng ta là rất là nhiều hệ thống an toàn, 7 túi khí ABS rồi cân bằng điện tử, họ cảnh báo phía trước phía sau rất rất là nhiều. Rồi thì bây giờ mọi người cùng em đi ra văn sau mình tham khảo ha. Thực sự em cũng muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà đối với GLC thì cái bản GLC 200 Phomatic em cũng chia sẻ nhiều rồi, thì quý khách hàng mình có thể là xem lại một số chi tiết khác ha.
trên thông qua những cái video em đã quay rồi. Đây chính là khoang hành khách ở phía sau. Đây chính là khoang hành khách ở phía sau. Ngồi thì rộng rãi, thoải mái, chân vẫn ok ha. Và cái chỗ bước lên xuống của mình cũng rất là rộng. Và ở phía sau chúng ta sẽ được trang bị một cái cửa gió như thế này ha. Chúng ta chỉ là trang bị cửa gió thôi nha mọi người. Đó. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có hai cổng tai xi để sạc và một cái tẩu như thế này. Đó. Rồi, chúng ta vẫn được trang bị đèn viền nội thất ambient light 64 màu ở phía trước và cả phía sau. Và phía sau chúng ta vẫn có loa bumeter ha. Người dậy trước giải trí được thì người sau cũng sẽ giải trí được ha. Rồi, cửa chúng ta lên kính sẽ là một chạm hết nha mọi người. Vâng, ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay như thế này. Thì trong bệ tì tay này chúng ta sẽ có những cái ngăn à, một cái ngăn nhỏ như thế này. Và đây là nơi để cốc. Đó. Ghế thì chúng ta ngồi thì nó vừa vặn luôn. Với thể hình người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta, thì thực sự ghế này ngồi rất là vừa vặn rồi. Không có vấn đề gì phải bàn nữa. Đó, trần vẫn cao, vẫn có đèn đọc sách ở phía trên này. Dạ vâng, và vừa rồi em Ben đã có những cái chia sẻ cơ bản về chi tiết ngoại thất cũng như là nội thất bên trong của dòng xe GLC 200 Formatic này rồi. Thì để quý khách hàng không phải chờ lâu, em xin báo giá một cái điều này. Thì nếu như ở thời điểm hiện tại quý khách hàng sở hữu GLC 200 Formatic thì chúng ta tiết kiệm đâu đó gần 400 triệu. Vì sao? Vì đối với bản mới chúng ta sẽ tăng giá và sẽ không có chương trình và cũng chưa có xe giao ngay cho quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà chúng ta đang cần xe giao ngay, đi liền và nhận xe ngay trong tháng, thì đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để quý anh chị mình mua xe được nhận một cái ưu đãi cực kỳ hời từ đại lý. Thì em xin báo giá lại, xe này đang bán với giá niêm yết là 2 tỷ 189 triệu, chưa bao gồm chương trình khuyến mãi. Thì khuyến mãi đâu đó lên đến khoảng 250 triệu. Thì ngoài màu đen nội thất kem thì bên em dường như có đầy đủ tất cả các màu có sẵn giao ngay. Thì đây là clip rất là dài rồi, thì em xin cảm ơn quý anh chị và quý bạn đã quan tâm và theo dõi tới thời điểm hiện tại. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc. Và mọi người thấy video hay, bổ ích thì cho em xin một like và một subscribe để có động lực để ra thêm nhiều video hữu ích để gửi đến cho quý khách hàng. Em Ben xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.